một sản phẩm của Harris van giảm áp 825-10 Varilux Gas. Thì đây là một sản phẩm van giảm áp mà được sản xuất tại châu Âu, cụ thể là Ba Lan. Van Harris này thì có áp suất đầu vào là từ 0 cho đến 250 bar, áp suất đầu ra là từ 0 cho đến 13, chuyên sử dụng cho các khí nitơ, oxy, heli, nhiều khí khác nữa. Đầu kết nối thì đầu CGA 540 và có đi kèm là một đầu vặn cho ống khí. Sản phẩm được cung cấp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị kỹ thuật Alpha. Các bạn có thể truy cập vào website thiết bị kỹ thuật.vn hoặc website alphainc.vn. Công ty mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn. Xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.